nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách khi mà đến với khu du lịch quốc gia Sapa. Tỉnh Lào Cai phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đã tổ chức Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Lào Cai Sapa năm 2023. Sự kiện đã thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước. Trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ngày Văn hóa Hàn Quốc năm nay được tổ chức quy mô với chuỗi các hoạt động nghệ thuật mang đậm văn hóa xứ Hàn. Tham gia sự kiện, du khách sẽ được trải nghiệm mặc trang phục hanbok, tham gia các trò chơi dân gian, các gian trưng bày văn hóa du lịch Hàn Quốc Lào Cai. Đồng thời, du khách có cơ hội tự tay làm kim chi, một món ăn truyền thống của người Hàn Quốc được nhiều người Việt Nam ưa chuộng. Các cô rất là vui khi được về trải nghiệm cái hội này, chúng tôi vui lắm và thấy được là cái việc làm cái kim chi này nó cũng đơn giản, nó không có cái gì khó khăn. Điểm nhấn của ngày văn hóa đó là đêm biểu diễn nghệ thuật K-pop đậm sắc văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng hai nước. Sự đan xen giữa nét hiện đại, sôi động, trẻ trung của văn hóa Hàn Quốc và màu sắc truyền thống, dung dị, đậm nét dân gian của văn hóa Việt Nam tạo nên vẻ đẹp độc đáo đặc trưng của ngày văn hóa. Mong muốn Sapa sẽ trở thành một cái trung tâm giao lưu văn hóa của thế giới và Ngày hội văn hóa Hàn Quốc là một trong những sự kiện để chúng tôi hướng tới mục đích đó. Đây cũng là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi các chương trình để chào mừng 120 năm du lịch Sapa, chuỗi sự kiện khởi đầu tiên do Sở Văn hóa Thể thao chủ trì. Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Lào Cai Sapa 2023 là dịp để du khách thập phương có cơ hội hiểu hơn về văn hóa đất nước Hàn Quốc, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa giao lưu văn hóa giữa nhân dân, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ ngoại giao lên mức đối tác chiến lược toàn diện.